nhiều khi bác á, đỡ là bác cũng bị chúng chỗ này chỗ kia, bác nhức nó, bác đau, bác ngồi bác khóc mình, bác nói mà coi con chồng con bị rồi còn con nữa, cho con khỏe mạnh lên để con lo được hai người này. Buồn lắm con, vậy thôi. Vậy là hàng ngày là một mình cô là chạy đôn chạy đáo để lo cho hai người bạn, cho gia Coi đình cho nữa hai hả? người đó. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay Quốc Chiến ghé qua cây nước đen quận Bình Tân để thăm cái trường hợp của anh Minh Lâm á, một cái người đàn ông lực lưỡng thì bỗng bị căn bệnh ung thư và bây giờ thì trở nên ốm yếu, thì bây giờ mình ghé qua mình thăm anh nha. Con chào cô, con là Quốc Chiến. Con có nhận được cái thông tin của mọi người về cái trường hợp của anh Minh Lâm nên con qua con thăm hỏi á. Là con đó hả? Dạ. Trời, anh hôm nay yếu dữ vậy rồi hả con? Bữa nay là đỡ không? Bữa nay Đỡ hả? Ui dạ, cô có sao? Rồi. bữa nay thở được á, Dạ. mà mấy bữa trước á hơi Dạ. thở hơi mạnh lắm luôn. Dạ. Ở đây nè, đây là mình có nhận được cái tin nhắn mà cầu cứu của anh Minh Lâm là qua để mà tìm hiểu, thì mấy bữa trước là thấy anh còn mập hơn xíu mà. Nè. Còn tươi cười được, hôm nay là vô thấy yếu quá ha. Đây là cái lúc mà mới bị bệnh phải không ạ? Không, mới bị bệnh là trước lúc đó nữa, Mập hơn 19 nữa. tháng mập hơn. Dạ, anh nằm vậy là bao lâu rồi con? 19 tháng con. 19 tháng rồi. Nằm 19 tháng. Để coi chị không có lần bỏ ra mới. Mới đây mà cũng mới chụp là Mà anh nằm thôi thóp à. Anh Minh Lâm thì trước đây rất là mập mạp, rất là đô con này các bạn. Đây là những cái hàng cũ của anh. Cái hàng cũ của anh hồi xưa được bao nhiêu ký con? Khoảng 80 kg. 80 kg. Cao Rồi. 1m78, 80 kg. Còn cái này là thời gian gần đây là mọi người tới thăm ảnh rồi có đọc kinh gì đó phải không ạ? Đây nè, anh có gửi. Cũng có con có đọc Dạ. kinh, có từ cầu nguyện À. có người gọi đó. Dạ. Xin lỗi, xin phép con nha. Alo. Anh chào anh. Em là Quốc Chiến. Bữa nay sức khỏe của anh như thế nào rồi? Khó thở hả? Anh khó nói chuyện các bạn vì chắc công yếu. Kia của em bé nè, em bé ngồi bên mình. Con mới đi học gì hả? Con mới đi học gì hả? Con là cháu của chú hả? Trời ơi, ngoan nghe các bạn ngồi trong góc ha. Con học lớp mấy rồi? Con học lớp mấy rồi? Hả? Lớp mầm hả? Trời ngoan không? Sao ngồi mình vậy? Đấy mà, hôm nay ghé qua đây nè. Anh Minh Lâm anh nói mình là anh yếu mất mà không có cầm nổi cái điện thoại nữa. Và mấy hôm trước là các thầy phải ghé để mà đọc kinh. Đọc kinh cho anh các bạn. Hỏi sinh hoạt trong nhà gia đình thế này. Hôm trước là mọi người phải ghé để mà đọc kinh cho anh nè. Minh Ngâm nhà mình là năm nay bao nhiêu tuổi rồi con? 27 tuổi không? 27 tuổi là bằng tuổi con à? Tuổi gà đó, Dạ. 1993 đó, đinh dậu, à, tờ quý dậu đó. Dạ, vậy là cùng tuổi con luôn. Vì đinh dậu nó quý dậu. Dạ. Vậy đó. Mà hồi xưa là anh bệnh sao? Hồi xưa đó thì nó không có gì hết, nó chỉ bị đau cái lưng thôi. Nó đau lưng á, thì nó tưởng là không sao. Nó tưởng là đau lưng sơ sơ thôi không sao, thì nó cứ bỏ phế, nó đi mua thuốc uống giảm đau hoài. Cái từ từ người ta chẩn đoán nó, người ta nói nó là bị lao xương, người ta cho nó uống thuốc lao xương vô nhiều lắm luôn. Dạ. Uống thuốc lao xương tới là 6 tháng sau
thì bắt đầu người ta chụp lại em đây, người ta nói con chị không có lao rồi, đừng có cho uống thuốc lao, nó tội nghiệp nó, thì là ngưng không cho uống thuốc lao. Thuốc lao uống quá trời nó đã ra bệnh khác rồi, bệnh ung thư rồi. Ung thư rồi thì nó báo, nó nói bây giờ hiện nay con chị bị ung thư rồi, thôi bây giờ là chị về thôi. Là lúc đó ở chợ rẫy với chấn thương chỉnh hình phối nhau á, là chụp em trai nó rồi coi điều trị nó, xong rồi nói là nó bây giờ hết cứu được rồi, thôi đi về đi. Thì bạn Diêm của nó đó chở đi xuống gia đình của bạn Diêm á, là ở dưới quê, nói là dưới quê còn nước còn tát, bây giờ bác sĩ chê cứ chở về quê. Xong chở về quê chị được 5 tháng sau á, thì không biết là do cái ông thầy đó ở nhà nấu thuốc dơ hay là do bị gì không biết, cái từ từ nó bị đau bụng ở đây rồi dễ chảy. Đau bụng ạ? Ờ đau ngay chỗ này. Đó, đau cái phần bụng. Đau ở đây. Dạ. Mà không biết đau cái gì ở đây mà dễ chảy. Rồi cái thầy ông thầy nói thôi bây giờ nó lên đây chụp hình tim mày coi là nói bị cái gì. Dạ. Xong nói là nó bị ung thư huyết học. Ung thư huyết học rồi. Bây giờ là không có điều trị được. Khổ ha. Thì mình về nhà rồi. Bây giờ thì vẫn coi cái nào nó khèn á thì cứ cho vô. Mà vô cái nó không ăn uống được, nó bị ói. Ói với nó ngọt nước. Uống nước thì ngọt mà ói. Thì vì mới vô cái thực phẩm chức năng là chất đạm. Người ta cho vô cái đó để thay đổi là đồ ăn là không ăn được thì phù. Dạ. Phù hai cái chân mình mấy phù lên nó nằm giống như là cái nệm nước vậy đó. Và bữa nay nó sẹp bớt nè con, bữa nay sẹp bớt nó phù ở dưới này mà xương vẫn lồi. Là hôm nay là anh không ăn uống được gì luôn rồi. Bây giờ mình tập ăn uống ít cũng ráng cố gắng cho uống sữa hiện su ít mà nó thường nó hay bị ngọt. Uống nước cho nó ngọt, không ngọt quá rồi bé ngưng. Nhưng mà rồi. Hôm nay thì anh ăn uống gì chưa? Chưa ăn uống gì hôm ngày hôm nay luôn ạ? Ít lắm con. Dạ. Thèm ăn cái gì mua bán canh, mua cái gì đó anh thử. Mình nấu canh ở nhà cũng thử, nấu cháo cũng thử. Dạ. Trước đây thì là... Dạ. Nhà ba nó cũng bệnh. Dạ. Trước đây thì anh Minh Lâm làm công việc gì? Thì nó là đi chào hàng mà mấy cái ốc linh điện thoại á. Dạ. Ốc linh điện thoại với lại đi giao hàng cho người ta. Bán mắt len. Mấy mắt len ở trong công ty với nhau. Dạ. Thì cái thu nhập chính trong gia đình chắc rồi còn mạnh hay sao ạ? Thì làm cũng vừa đủ bản thân thôi. Thì dư chút đỉnh thì cũng về chia cho cha mẹ. Ít cho cha mẹ có để xài, muốn mua gì con ngồi đây. Con thấy phía trước hình như là mình có đăng biển bán nhà hả? Bây giờ cũng đang bán nhà đó con. Dạ. Bây giờ thì phải bán nhà thôi, tại nhiều nợ lắm rồi. Nợ nhiều lắm hả? Giờ khoản nợ mình là khoảng bao nhiêu? 200 mấy là tiền chạy chữa cho anh á ha? Tiền chạy chữa cho nó là 1 tỷ mấy. Dữ vậy. Nhưng mà bây giờ là gì mà thì có đầy đủ đồ á mà gì phải bán hết, chị có đồ á thì bán hết trơn rồi, có gì bán hết luôn không còn gì hết, sao rồi nó làm mượn nợ thêm. Là tìm mọi cách để mà chạy chữa cho con đó ha, là cũng đã 1 tỷ mấy tiền một việc. 1 tỷ mấy rồi đó, nằm nhà hơn 11 tháng rồi con nghĩ thôi. Ở Phạm Ngọc Thạch nói nó lao là nằm 40 ngày là 40 triệu luôn tính đó. Cái thai cái này nó mua cái thùng gạp nó dép lép ngoài sau lưng nó có dép lép nữa. Nằm quá nó có dép lép rồi sau lưng. Bây giờ là tiêu tiểu là anh không có tự mà là phải cái máy ạ? Ờ, không có. Trời ơi, khổ vậy. Ở đây con thấy có cái máy gì nữa nè? Cái máy này là cái bơm hơi nè, cái máy bơm hơi. À, bơm hơi cho cái đệm ha? À, dạ, cho em nằm. Dạ. Khổ chưa? Bây giờ là... Ở ngoài sau lưng cái xương phụ phục nó có một dép lép. Nằm hoài đó lép ạ? Dạ. Hồi trước không có bị gì hết. Cái dép lép nó tốn quá trời tiền luôn. Cái Nacogo 200 ngàn chai xài không biết bao nhiêu chai. Mà bác sĩ không có điều trị được. Nằm nhà thì không cắt mắt, mình cứ nói cho dép lép nó không có lo cho dép lép. Dạ. Mình tự lo, mình tự chăm sóc. Kính thưa bạn thì trước đây thì anh Lâm rất là mập mạp,
tới 80kg rồi, rất là đô con và đẹp trai. Nhưng mà sau đó thì bị bệnh đau hay hơn, đem nhập viện thì bệnh viện nói là bị lao. Và điều trị một thời gian sau thì người ta nói là không phải chuẩn đoán lại là bị ung thư. Mà đến lúc đó chắc cũng giai đoạn rất là lâu rồi, giai đoạn cuối rồi. Bác sĩ là chê rồi, xin là bà con điều trị nó còn rất tắt, về quê điều trị tiếp thì cũng điều trị được 5 tháng, mình rất là mừng, rỡ là được con, mình được cứu sống rồi, mừng quá, con được cứu sống rồi, không có qua nguy hiểm rồi. Nhưng mà sau đó nó thì lại bị cái cục nó chạy xuống rồi, bị ói ỉa, ăn vô là ói. Tức là có một cái thời gian là anh đỡ về nhưng quê mà sau đó lại bị đau bụng. Đau bụng nó nói là uống nước vô vẫn bị ngọt, uống nước mà cũng bị ngọt như nước thôi mà ngọt nước. Dạ. Kiểu như ăn vô mà không có cung cấp chất cho cơ thể, bây giờ anh bị suy kiệt như vậy đó. Còn đây là ai? Cái nhỏ. Cháu. Rồi cái nhỏ nằm cái tội không em? Con chào chú đây. Bé đây à, chào chú đi. Chào chú đi con. Chào chú. Đây là con của em ấy hay là bạn? Bạn học trường á, thấy tội nghiệp á, lại đây cũng chăm sóc phụ má. Vậy hả? Vậy là không phải là cháu của con mà là bạn học của anh Lâm ha. Dạ, bạn học thôi. Rồi tội nhỏ 5-3 phút. Bạn học. Mời đi. Mời đây chăm sóc. Bạn dạ. Tối nay phải về đi làm rồi. Dạ. Chăm sóc là được thứ 7 chủ nhật. Làm suốt luôn là dạ. Đủ một tuần luôn á, chỉ chủ nhật nghỉ thôi, nhưng mà hôm qua là xin phép thứ 7 á. Thì là xin phép được ra nghỉ thêm một ngày để là đây chăm sóc bệnh nhân. Rồi anh cũng tốt quá ha. Anh tốt lắm. Dạ. Cái hồi xưa anh cũng cởi mở với mọi người rồi chơi nên mọi người bây giờ hay, cũng... hay giúp mọi người lắm đó con. Dạ. Hồi xưa hay giúp mọi người lắm. Có cái bạn kia là đang đi trên đường thì hỏi bác đó, là số điện thoại này nọ, xong bác cũng nói đó, con chỉ là khách hàng của anh Minh thôi. Nhưng mà ngày xưa thấy anh Minh thường giúp đỡ mọi người với giúp đỡ con nhớ ơn ảnh như vậy, con mới là tìm ra cái thầy thuốc rảnh giới thiệu Minh nữa. Nhưng mà hiện bây giờ Minh là không đi được rồi. Yếu quá, bây giờ nhất lên cứ nằm như vậy đó mà mỗi lần khó thở ra đó, bác lính của anh bác không biết làm sao mà đụng vô người nó không cho. Dạ không cho. Nó đừng có đụng vô con để con thở. Mà đụng khó vô thở. Nó khó thở. Là không ngồi dậy được luôn hả con? Không, cứ nằm vậy thôi. Anh bây giờ còn không có nhiêu ký á? Mình cũng không biết nữa, đâu có cân qua đâu. Chắc bây giờ bác nhìn là tầm 40 mấy ký. À, giảm một nửa luôn hả? 80 ký bây giờ còn 40 mấy. Bây giờ cân là cái xương thôi. Mà đi đâu hết chưa? Mà nhà mà mình có mấy anh em ạ? Hồi xưa mặt con bác. Dạ. Anh mình có mấy người anh em? Có hai anh một chị. Dạ. Hai anh đều khổ, hai anh đều có gia đình đó. Dạ. Anh hai thì bốn đứa con đi học, kiếm tiền chạy cho con đóng tiền trường thôi cũng mệt. Anh ba thì hai đứa. Rồi cũng có một chị gái hai đứa con. Chị gái cũng là giúp đỡ mình, mỗi tháng cũng cho mình mấy triệu để mình xài. Như chia cho bác 3 triệu, cho ba nó 3 triệu, mỗi tháng đều như vậy. Thì chị gái cũng có chồng hai đứa con rồi. Thì chị gái giúp được vậy thôi. Còn hai anh thì cuộc sống cũng vất vả, cho nên là không có dư. Nói đóng tiền trường con thôi là mệt xỉu rồi. Dạ. Yeah. Cho nên không có giúp đỡ được cái gì. Bây giờ cho hỏi cái thu nhập của gia đình mình là nó thủ thuộc vào cái nguồn nào? Trời, bác không có thu nhập gì cho nên bác cũng bán nhà. Từ cái hồi An Minh là không có làm ăn gì không nữa. Không có làm gì hết, nó không có ngồi như vậy. Cứ có cái gì bán cho nó, xài bán, xài bán, xài hết luôn. Kính thưa các bạn đó thì từ ngày An Minh như vậy bây giờ là gia đình đã điều trị là mất cả tỷ mấy tiền viện phí rồi. Bây giờ thì ở nhà chăm sóc cho ảnh thì không có làm ăn được gì nữa và phải bán nhà. Phía trước là cũng chỉ thấy đăng cái biển bán nhà rồi. Bán nhà. Bữa trước là ông thấy là có mấy mọi người qua đây đọc kinh cho đúng ảnh rồi. Đúng rồi, đọc kinh đó con. Đọc kinh nó giấy tên tuổi nó bắt thành tâm nữa. Bác cứ kêu Phật, bác khóc hoài rồi bác nguyện ăn chay từ ngày đó đến nay nè, bác ăn chay luôn. Dạ. Rồi mỗi đêm bác cũng đọc kinh, bác ngồi đọc kinh đó. Là cầu sám hối cho Minh, Phật Minh đó, dù ở hay đi cũng cầu xin Phật độ cho Minh được tốt. Đó là bác cầu Phật đó, chắc Phật độ, bây giờ là đỡ nè. Mấy bữa nay đỡ rồi, đỡ mà còn yếu dữ á.
Đỡ đó, mấy bữa trước con nhìn đi, không có được gì đâu, yếu lắm. Thôi thở, hơi thở dồn dập. Mà cứ mệt hoài, một lát nữa là mệt. Cái máy này của bà ngoại nè, cái máy dưới đó của bà ngoại. Để lắc cái chân đó, thở phụ đó. Lắc tới con dòm hai cái chân. Trời, lắc mà hai, vậy luôn á. Hai bên bị như vậy nè, không dám lắc nữa. Nhưng mà không lắc mà được nằm như vậy đó, trời ơi, bác mừng quá mô Phật. Tại vì không lắc đó, nó thở dồn dập mệt dữ lắm luôn. Trời ơi. Mà bây giờ mà không lắc mà nằm im như vậy, bác cũng nằm mô gì đâu Phật. Đỡ, không có mệt mà thở dồn dập giống như kỳ trước. Thì trước nằm vậy đâu có được. Má ơi, con thở mệt quá, má ơi. Thở mệt. Phải lắp hoài. Hôm nay của Chiến ghé qua là thấy là cô còn lắp cái kinh Phật cho anh nghe ha. Bên kia là có mấy cái bùa, có hay cái gì á, dán vô. Bắt anh đi đà. Dạ. Nè, bắt vài ngoài trước, con giao xem ngoài trước. Dạ. Ôi trời, đây là anh của bà, ba của anh á. Chào chú. Ba đó, ba bệnh đó. Trời ơi, hai ba cha con đều bị luôn rồi. Trời ơi. Hai tháng rồi cũng xuống hai mấy ký luôn. Dạ. Ổng mập hơn bác 2kg, bác 70kg, ổng 72kg. Rồi hai tháng thôi à. Dạ. Như vậy không? Chú bạn sao à? Về viêm phổi, suy tim, suy thận. Đủ thứ bạn không? Hai cái chân cứ phù sưng. Vô sáng nay gì mới cho con hết. Dạ, vô bất ngờ lắm bạn, cả hai cha con đều vậy. Hai cha con ở đây con thấy cái tay là bị... Cái tay này đó, này. Đi hết rồi. Vô cầu tiêu á. Dạ. Đi vô cầu tiêu mà bác phải đỡ. Chà, đụng tới đâu là nó bị chảy xước. Chảy tới đó. Nhưng mà bị tiểu đường hay sao ạ? Tiểu đường luôn. Tiểu đường mới bị 2 tháng nay. Là bị là những cái vết thương này nó khó lành lắm. Trời ơi. Khó lành nhưng mà cũng đỡ đó, con mới bị 2 tháng rồi cũng đỡ lắm. Chú là tên gì vậy con? Lâm Vĩnh con. Dạ. Chú là bao nhiêu tuổi rồi? 68. Trời ơi, mọi người thấy không? Có những cái vết lép trên tay nè, khổ quá. Mới vào thấy An Minh là đã rất là khổ rồi, ở đây chú cũng bệnh rất là nặng. Trời ơi. Tay loét hết rồi, bên này cũng bị nữa nè. Này cũng loét hết rồi nè. Bác cứ thông với Phật hoài, bác biết làm gì không? Dạ. Bác không với Phật. Nhiều khi bác á, đỡ á, là bác cũng bị trúng chỗ này chỗ kia, bác nhức á, bác đau, bác ngồi bác khóc mình. Bác nói Phật ơi, con chồng con bị rồi, còn con nữa. Cho con khỏe mạnh lên để con lo được hai người này. Buồn lắm con, vậy thôi. Là hằng ngày là một mình cô là chạy đôn chạy đáo để lo cho hai người bạn cho gia đình cho hai người đó. Để bây giờ là đến mức là có cái nhà để ở là cũng phải bán, các bạn bán để mà lấy tiền chạy chữa. Ở đây các bạn có thể thấy là chú cũng ốm xuống này sụt canh nhiều luôn á, xuống hai mấy ký á. Da dẻ là bắt đầu nhăn nheo hết rồi. Trời ơi, hôm nay bữa ông cân á, ở nhà thương cân á là 49 kg. Dạ. Còn 49 kg là ốm đi 23 kg. Dạ. Trời ơi, hai cha con sụt ký dữ kìa. Khổ quá. Đây mọi người coi nè. Cái này đó đụng đâu, người nào bóc chúng ổng mà đỡ phụ lên nó là bầm tím hết trơn. Bầm đen luôn đó. Mà bác thì bác biết cái này là ổng cạ vô tường. Dạ. Dạ, chân chắc cũng yếu rồi phải không? Con phải đi bằng cái đi vào cái này. Dạ. Nhưng mà mấy bữa nay thì chú có ăn uống được gì không? Không có thể ăn được, bác mua cháo dinh dưỡng này. Dạ. Sáng nửa hộp, cái này bác có 5 tấm rồi. Dạ. Biết làm sao để vào đây, con thấy nó quá bất ngờ quá. Bởi vì bác không bán nhà đâu có được đâu, phải bán nhà thôi. Bán nhà rồi tới đâu thì đó rồi. Dạ. Rồi bán nhà, dạ được rồi. Bán nhà rồi định ở đâu á? Ở cái ngồi đi. Bây giờ mình mua lại cái nhà khác. Nhỏ hơn ha. Đó là sao đó con? Mình là tự tính. Dạ, sao cứ ngồi đi con. Đừng có quay cho nó dễ. Dạ. Dạ được ạ. Dạ. Tại tiền đủ lắm đó. Mua cơ gạt, mua cái gì
Mà chú nhà này có đi chữa bệnh thế nào chưa? Có đi bệnh viện không? Có, con nằm bệnh viện coi như hoãn thai đó là nằm 16 lần đi ra đi vô trong bệnh viện đó. 16 lần? Đi vô tại học y dược. Dạ. Thì chuyển qua bên Phạm Ngọc Thạch nói bị phổi. Cứ đi vô đó hoài là 4 lần vô đó. Một ngày nằm là 1,8 triệu mà tiền bác đi mượn người ta. Ta thấy là bác đi mượn người ta một ngày 1,8 triệu là chăm sóc đặc biệt. Nằm bình thường là 1,4 triệu thì nằm xong rồi cứ đưa qua Phạm Ngọc Thạch. Phạm Ngọc Thạch á thì mình sợ người ta bệnh nhiều á, sợ lây ổng. Dạ. Bác không dám cho nằm chung với người ta, bác cũng phải nằm một cái phòng một mình là 1,000,000 một ngày luôn. Mà cứ như vậy đi ra đi vô, đi ra đi vô như vậy hoài luôn. Trời ơi. Rồi vô bệnh viện 115. Bây giờ bệnh viện 115 hai lần. Không có tôi cậy giống như hồi đó rồi. Dạ. Không, ai cũng nói, đâu phải là mình tôi nói. Bệnh viện bây giờ là coi hoài cũng chưa khám ra được bệnh gì nữa. Coi sợ quá. Tiền không, đi vô dạ. Cái chân còn bị rung rung nữa ha. Không có. Đó, tại vì á, tôi thích làm vậy. À. Làm vậy đang cho nó đang cái hoạt động máu. Dạ, máu nó lưu thông ha. Khổ quá. Nhưng mà mấy bữa trước mới bị tiểu đường mà lên 500 mấy đó là nó bị rung như vậy đó. Dạ. Rung như vậy mà trợn mắt lên nó ghê lắm luôn. Dạ. Triệu chứng người ta nói là tai biến á. Triệu chứng tai biến á. Nên là mình cũng vô bệnh viện kịp thời á. Dạ. Người ta thấy máu lên. Con này con thấy cái bụng con sưng nhiều quá, không biết có sao không? Có bị gì? Trước đây có bị không? Dạ. Đi sạch bớt rồi đó. Dạ. Đi vô trong nhà thương người ta có tưởng không bị sơ gan này kia nọ. Dạ. Gan không có. Rồi. Từ hôm nay con cũng ghé qua để con tìm hiểu cái hoàn cảnh của gia đình mình. Thì nó rất là đáng thương. Rất là khổ luôn. Nhưng mà con chưa có cái sự chuẩn bị gì trước, chắc là con sẽ sớm quay lại. Thì cũng cố gắng đăng tải lên để cho mọi người có thể là biết được nha. Hy vọng là nhận được cái sự giúp đỡ của mọi người. Bây giờ chắc là xin phép xuống để thăm anh mình chút rồi mình đi công việc mình lên. Đây các bạn, anh đang nằm. Dạ. Thì Quốc Chiến cũng cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và đồng hành Quốc Chiến nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video mới nhất.